chuyện tình ly kỳ của cặp đôi quốc bảo Singapore Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương. Lý Minh Thuận là một diễn viên tài năng của làng giải trí Singapore. Anh là gương mặt quen thuộc đối với khán giả kể từ vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1998. Bộ phim không chỉ là bàn đạp trong sự nghiệp của Lý Minh Thuận mà còn là nơi say duyên cho mối tình đẹp như mơ của anh và tiểu long nữ Phạm Văn Phương. Tuy nhiên, để được nên duyên cùng người đẹp, Lý Minh Thuận đã phải trải qua rất nhiều thử thách và sóng gió. Bước ngoặt với Thần Điêu Đại Hiệp năm 1998. Lý Minh Thuận sinh ngày 23 tháng 7 năm 1971. Từ nhỏ, anh đã có đam mê đặc biệt với nghiệp diễn xuất. Năm 18 tuổi, anh từng hai lần sang Singapore tìm kiếm cơ hội bằng số tiền dành dụm từ hồi học phổ thông. Một cơ may đến với anh khi tham gia cuộc thi tìm kiếm diễn viên tài hoa Tân Tú năm 1995. Ban đầu, anh tham gia đơn giản vì lý do tài chính, nhưng lại bất ngờ nhận giải Á quân cuộc thi. Chỉ 2 năm sau, anh được bầu chọn vào ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Star World năm 1997 của Singapore với vai diễn trong bộ phim Cái Giá Của Hạnh Phúc. Một năm sau đó, Lý Minh Thuận tiếp tục tỏa sáng bên cạnh ngọc nữ Phạm Văn Phương trong bộ phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp và nhận được đề cử nam diễn viên nổi tiếng nhất của tập đoàn giải trí Mediacorp do khán giả bình chọn. Khác với những diễn viên khác, Lý Minh Thuận có ngoại hình khá già dặn khi vào vai Dương Quá. Dù lúc đó anh mới 27 tuổi, phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp của Singapore không vượt qua được các phiên bản đã ra mắt trước, tạo hình của phim cũng gặp phải nhiều phản ứng trái chiều. Tuy vậy, Thần Điêu Đại Hiệp vẫn là bàn đạp cho sự nghiệp của nam nữ diễn viên chính. Từ sau bộ phim đến nay, hầu như năm nào Lý Minh Thuận cũng có mặt ở vị trí số 1, số 2 trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất Singapore, được xếp vào danh sách có thu nhập cao nhất Singapore, trở thành nhân vật có tiếng trong giới giải trí. Nhưng anh được đánh giá là người sống giản dị và vẫn duy trì quan hệ với những người bạn thuở hàng vi. Ngoài vai trò một diễn viên, Lý Minh Thuận cũng tham gia sản xuất và phát triển sự nghiệp âm nhạc. Năm 1999, anh đã thu âm một số ca khúc chính thức trong các bộ phim truyền hình của tập đoàn giải trí Mediacorp. Tình đơn phương của Dương Quá. Trước Thần Điêu Đại Hiệp, Minh Thuận và Văn Phương đã từng hợp tác với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, chàng trai trẻ đã xao xuyến trước vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng của cô bạn cùng tuổi. Tuy nhiên, tình cảm này chỉ dừng lại ở mức cảm mến. Hơn nữa, thời điểm đó, tên tuổi của Phạm Văn Phương đã nổi tiếng gần xa, trong khi Lý Minh Thuận vẫn chỉ là lính mới trong làng giải trí. Những ngày quay phim, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương nhanh chóng kết hợp ăn ý. Cứ thế, tình cảm của anh dành cho Văn Phương ngày càng lớn dần lên. Anh nhận ra cô không chỉ xinh đẹp, kiên trì và nghiêm túc mà còn vô cùng đáng yêu. Cho đến một ngày, Lý Minh Thuận biết đây chính là tình yêu và không thể ngồi yên được nữa. Nam diễn viên dùng hết sự can đảm của mình để tỏ tình cùng với Phạm Văn Phương. Đáng tiếc thay, khi đó, nữ diễn viên đã là hoa có chủ. Người bạn trai ấy là một thiếu gia giàu có, thường xuất hiện trên phim trường và trao cho nữ diễn viên nhiều cử chỉ ngọt ngào. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của Phạm Văn Phương khi ấy đã khiến Lý Minh Thuận biết rằng anh đã đến muộn. Sau khi tìm hiểu về mối tình giữa cô và người bạn trai ấy, Lý Minh Thuận biết được rằng đó là một mối tình đã được xây đắp khi cô chỉ mới 17 tuổi và cả hai người đã ở bên nhau gần 10 năm. Khi biết được điều này, nam diễn viên điện trai đành phải buông tay để chúc phúc cho Phạm Văn Phương cũng như chôn giấu tình cảm đơn phương ấy vào trong tim. Tuy nhiên, bỗng một ngày, anh nhận ra Phạm Văn Phương quay về là một cô gái độc thân sau những đổ vỡ tình cảm. Nhân những phân cảnh cuối cùng trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Minh Thuận đã bày tỏ nỗi lòng của mình dành cho Phạm Văn Phương. Anh hy vọng có thể giống như Dương Quá trong phim, mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc em. Thế nhưng, đáp lại tình cảm tha thiết ấy, Phạm Văn Phương chỉ có thể lạnh nhạt trả lời rằng bên nhau 10 năm còn có thể thay lòng, liệu em còn tin được tình yêu hay không? Và từ chối Lý Minh Thuận. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm, chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Khi chân ái được đền đáp. Sau thành công của Thần Điêu Đại Hiệp, Minh Thuận, Văn Phương nhanh chóng trở thành cặp đôi được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn phim săn đón. Những năm 2000, cả hai liên tục cùng nhau xuất hiện trong nhiều dự án và để tránh khỏi những scandal tình ái, Phạm Văn Phương luôn né tránh gặp gỡ nam diễn viên sau giờ quay. Đến một ngày nọ, khi đang ở phim trường, Phạm Văn Phương nhận được tin cha cô bất ngờ bị gãy chân. Vì quá lo lắng, cô đã đồng ý để Lý Minh Thuận đi cùng về nhà xem xét tình hình.
Và tại đây, cô đã nhìn thấy tình cảm lớn lao mà anh dành cho cô và cả gia đình cô. Ngay khi đến nơi, Lý Minh Thuận nhanh chóng cõng cha của Văn Phương lên xe đến bệnh viện, sau đó lại chạy đi lo thủ tục, mua thuốc men hết sức chu đáo. Khi cha của cô làm thủ tục nhập viện, ngoài Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận chính là người luôn túc trực và thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe của ông. Có khi lại đến thăm ông và mang đến món canh chân giò hay vài đĩa nhạc mà ông yêu thích. Chính sự tận tâm, chu đáo của nam diễn viên đã khiến gia đình Phạm Văn Phương dành tình cảm quý mến và luôn nhìn anh với ánh mắt thiện cảm. Họ thường mời anh đến nhà dùng cơm. Tuy nhiên, điều này cũng không làm Văn Phương mở lòng với Minh Thuận. Cùng nhau đi qua 6 bộ phim với vai diễn từ tình nhân tới vợ chồng, từ lãng mạn ngọt ngào đến đau đớn bi thương, dù sâu sắc đến thế nào thì ở cuộc sống hiện thực, cả Văn Phương lẫn Minh Thuận vẫn chỉ là những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết. Năm ấy, Phạm Văn Phương quyết định mua nhà mới thì ngay lập tức, nam diễn viên điển trai này cũng cố gắng tìm kiếm một căn hộ liền kề để có thể đặt cô trong tầm mắt mà quan tâm, chăm sóc. Lý Minh Thuận từng chia sẻ, anh chẳng mơ ước gì cao xa, chỉ mong mỗi ngày nhìn thấy cô vui vẻ, bình an thì anh đã thấy an tâm. Thế nhưng, vào một buổi sáng mùa hè, nam diễn viên phát hiện không thấy Phạm Văn Phương không ra ban công tập thể dục như thường lệ. Vì linh cảm chẳng lành, anh liên tục gọi điện cho cô nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, anh đã lập tức sang nhà, phá cửa vào nhà tìm cô. Khi nhìn thấy cô đang hôn mê vì sốt cao, Minh Thuận chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì, đã bế cô lên xe và lao xe như bay đến bệnh viện. Sau 2 ngày nhập viện, cuối cùng Văn Phương cũng tỉnh lại. Cô thật sự cảm động trước tình cảm chân thành, chẳng hề suy chuyển của anh dành cho cô. Suốt 48 tiếng không hề chợp mắt, nghỉ ngơi, chỉ để chăm sóc và chờ đợi cô tỉnh lại. Chính khoảng thời gian trong bệnh viện đã kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại gần với nhau. Cả hai đã quyết định cùng cho nhau một cơ hội. Mãi đến khi cùng nhau đi du lịch Nhật Bản, những hình ảnh tay trong tay của cả hai được công khai, thì khán giả đều đồng loạt vỡ òa khi cô Long Dương Quá năm nào đã thật sự nên đôi. Nắm tay nhau bước qua sóng gió. Sau tin tức hẹn hò, sự nghiệp của Phạm Văn Phương ngày càng phát triển, càng nổi tiếng, Văn Phương càng bận rộn lo cho sự nghiệp. Việc cô bay đi bay về với lịch trình dày đặc diễn ra triền miên càng khiến cho người bạn trai như Minh Thuận gặp nhiều áp lực vô hình. Vào tháng 10 năm 2006, khi ấy Phạm Văn Phương đang ở Trung Quốc tham gia vào một dự án phim, vì không gọi điện được cho cô để giải tỏa nỗi nhớ nhung, Lý Minh Thuận đã một mình đi uống rượu đến say khướt. Trên đường về nhà, nam diễn viên không còn tỉnh táo. Anh gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đâm phải một người đi xe máy ngược chiều, khiến người này bị thương nặng. Quyết định của tòa án với khung hình phạt 4.500 đô la Mỹ cùng với tước bằng lái xe 3 năm, ngồi tù 4 tuần vào ngày 10 tháng 5 năm 2007 đã khiến sự nghiệp và hình ảnh của Lý Minh Thuận tụt dốc không phanh. Anh vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận, vai diễn liên tiếp bị hủy. Chính những áp lực đã dồn ép nam diễn viên nói lời chia tay Văn Phương vì không muốn ảnh hưởng đến người anh yêu thương. Chính sóng gió lần này đã khiến cho Văn Phương thêm một lần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa cô cùng Minh Thuận, cũng như suy tính chuyện tương lai. Đến phút cuối cùng, nữ diễn viên xinh đẹp quyết định sẽ luôn ở bên anh dù có sóng gió cỡ nào. Ngày Lý Minh Thuận ra tù, Văn Phương đã hủy bỏ tất cả lịch trình để có thể đi đón bạn trai cô trở về. Không lâu sau đó, họ cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, dù lúc ấy Minh Thuận vẫn gặp nhiều chỉ trích. Cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, đến cuối cùng cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Cặp đôi đẹp của làng giải trí Singapore cử hành hôn lễ vào tháng 9 năm 2009 trong sự chúc phúc, ngưỡng mộ của bạn bè, người thân và cả hàng triệu khán giả yêu mến. Năm 2014, Phạm Văn Phương sinh cậu quý tử đầu lòng. Kể từ đó đến nay, cặp đôi luôn là một gia đình nghệ sĩ được yêu mến nhất nhì châu Á, không chỉ bởi sự thành đạt, nổi tiếng, xứng lứa vừa đôi mà cả về tình cảm chân thành của họ dành cho nhau. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!